Hello, chào tất cả mọi người nha, HBK Gaming đây. Thì video này mình sẽ hướng dẫn mọi người làm tất cả các nhiệm vụ trong cái sự kiện tái diễn lại trận chiến lịch sử Marineford. Một cái sự kiện rất là hay. Anh em cố gắng làm để cày 400 trái vàng, vé với lại rất là nhiều vật phẩm tài nguyên khác nha. Đây, anh em bấm vào đây cho mình. Thì cái sự kiện này có hai chế độ anh em, chế độ dễ và chế độ khó. Chế độ dễ thì trong video mà hướng dẫn cách làm cái sự kiện mới trong game á, mình có hướng dẫn rồi. Nên video hôm nay mình sẽ làm cái chế độ khó nha. Đấy, ngồi các quà như 400 trái vàng với lại các vật phẩm ở ngồi á, thì trong cái chế độ khó có thêm các cái quà nè, anh thấy không? Rất là nhiều quà luôn. Thì anh em sẽ làm 12 cái nhiệm vụ nha, thì anh em mới nhận được full quà. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm các nhiệm vụ. Anh em muốn mở chế độ khó giống mình á, thì anh em cần phải làm chế độ thường trước nha, nó mới mở. Đấy, bây giờ mình sẽ chọn tướng cái để đánh cái. Giờ mình sẽ chọn ai đây, anh em chỉ chọn được những tướng anh em đang có sở hữu thôi nha. Bây giờ mình sẽ chọn Doflamingo đi anh em ơi. Luffy Gen 4 bữa giờ chơi nhiều rồi. Đài. Ok nha. Giờ anh em chỉ việc làm theo mình thôi. Giờ mình sẽ bấm nút vàng để tìm phòng nè. Ok, có phòng rồi anh em. Đúng, sao mình được làm chủ luôn à? Hình như vừa vô thì thằng kia nó thoát hay gì á, được chủ luôn. Rồi mình sẽ thêm thức ăn để cho tăng thêm 15% sức mạnh nha. Đủ đội hình đẹp dữ anh em. Thánh Usopp xanh 6 sao luôn, quá đẹp, vô liền. Rồi thì bây giờ anh em cùng xem, mình sẽ hướng dẫn anh em làm các nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ đầu tiên thì anh em vô anh đánh chỗ này thôi, anh giết hết mấy lính hải quân. Rồi, tái diễn lại trận chiến lịch sử Marineford đây. Anh em hãy chuẩn bị tấn công. Cứu ấy. Đó, anh em cứ đánh này thoải mái ha. Anh em chơi online 4 người chơi nha. Vì thế nó hơi lắc tí anh em thông cảm. Đấy. Ok, xong nhiệm vụ đầu tiên. Anh em có thể tới chỗ bé này nè. Đấy, bé hải tặc nè. Anh em mua bấm vô để mua. Anh em đây, anh em nhiệm vụ tiếp theo là giết Akainu với lại Mắc Diều Hâu nha. Đây, anh em bấm vô chỗ cô gái hải tặc nè. Anh em mua áo, súng gì đó để tăng thêm sức mạnh với lại phòng thủ gì á. Rồi, mình bấm vô cái nút tròn luôn nha để di chuyển tốc biến tới boss luôn. Đấy, bây giờ anh em sẽ đánh. Về cái nút tròn ở giữa lát mình sẽ nói lại cho anh em. Đấy, từ từ. Giờ anh em cứ đánh đi. Đấy, nhiệm vụ thứ hai nha, nhiệm vụ thứ hai là anh em hạ Mắc Diều Hâu nè với lại Akainu. Anh em có thể bấm bên bản đồ này để xem. Đó, xong, một em. Đấy, còn Akainu nè, anh em có thể bấm vô Akainu. Rồi, đây mấy hải quân nè, anh em có thể đánh. Đấy, anh em này anh em check bản đồ liên tục nha, chứ không là anh em mất phương hướng đi lộn xộn hết đó. Đấy, anh em bấm lại, đấy thể hiện cái nút tròn tròn giữa không? Nếu mà đối thủ ơi lộn, nếu mà đồng đội của mình tới trước á, anh em thì cái nút đó nó hiện lên á là anh em chỉ bấm vô là anh em sẽ tốc biến tới luôn boss và anh em phụ đánh luôn. Còn trường hợp nếu mà anh em đi tới trước nha thì anh em sẽ hiện lên cái nút vàng. Rồi anh em bấm nút vàng là cái đồng đội của anh em đang ở xa là sẽ tự động biến tới phụ anh em đánh luôn. Đấy. Nói chung cái đó là cái công dụng của cái nút chính giữa đó. Đấy, ha. Rồi còn cái thanh bên trái này là cái nhiệm vụ thôi nha anh em. Rồi xong cái nhiệm vụ giết Akainu nha. Rồi tiếp tục. Để mình quay lại cô bé hãy tặc để mua ít đồ anh em. Anh em đánh này kia thì anh em sẽ cái được đồng tiền xu á. Có cái đồng tiền đó anh em mua đây đây. Nó hiện lên cái thanh nói chuyện nè. Thôi mua cái kiếm vàng luôn anh em cho mạnh. Đấy. Nói chung anh em đừng có quan tâm thêm cái kiếm nó tăng bao nhiêu sức mạnh này kia. Anh em có bao nhiêu tiền thì anh em mua, chủ yếu là mua kiếm màu vàng trước nha, rồi tới màu xanh dương, rồi mới mở tới màu xanh lá cây. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua nhiệm vụ tiếp theo là anh em sẽ bảo vệ người khổng lồ nha, và phải mở đường nữa, anh em phải mở đường nữa. Đây này, có mấy bức tường băng này chặn lại thấy không, thấy không? Đấy, bây giờ anh em phải đi qua, anh em phá mấy tường băng. Đấy, đây thấy không, người khổng lồ kìa anh em. Đấy, để mình đi qua đây, mình đập mấy thùng là thuốc nổ nè. Đó, anh em phải tới anh em bấm để cho thùng thuốc nổ nó nổ là nó phá mấy tường băng mới cho thằng người khổng lồ đi được. Đó, anh em bấm vô là nó sẽ nổ. Đó, ok rồi, nổ hết tường băng rồi. Bây giờ mình nhiệm vụ của mình là tới bảo vệ ông người khổng lồ nha. Đấy, đâu rồi, mất phương hướng cho nên dễ lộn xộn lắm anh em. Anh phải check bản đồ liên tục nha. Ấy sao mình xa thế, chết lấy ấy cho lấy đi qua bảo vệ cái chứ bảo vệ liền anh em ơi. Có mấy góc á, nó có mấy cái rương nữa nha, rương quà nữa, anh em tới đó em nhặt thì sẽ nhận được vũ khí, giáp hay là đồng tiền gì đó để anh em mua vật phẩm ha. để cho tăng sức mạnh cho nhân vật của mình. Đây, bây giờ anh em bảo vệ người khổng lồ đi nha. Giết mấy thằng hải quân. Nói chung chơi với online 4 người anh cũng thoải mái nè. Mọi người nếu mà anh em Việt Nam với nhau thì anh em chia ra nhiệm vụ thì dễ. Còn này mình đang chơi với mấy anh Trung Quốc. Nói chung chơi mấy anh Trung Quốc cũng dễ lắm, mấy ảnh ghê lắm anh em. Đánh đồ hay. Anh em cứ theo bảo vệ thôi. Gặp hải quân nào mà mò tới anh em bắn liền, hạ liền. Đây đây, này tới nè. Chết. Ok, sắp xong rồi, sắp xong nhiệm vụ này anh em bảo vệ. Đấy. Ok. Chút cổ lên. Cái chế độ khó này á, thì mấy anh boss này kia nó trâu hơn. Còn chế độ dễ á, chế độ thường á thì mấy anh boss yếu lắm, anh em đánh mà vài phát là nó chết rồi. Nói chung về nhiệm vụ thì nó giống hệt nhau nha, không có khác gì hết á. Rồi tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo nè, xong rồi nha, hoàn thành luôn nha. Đấy, mình đã bảo vệ rồi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là giết Mắc Diều Hâu với lại qua hạ Kuma. Ok, qua hạ Kuma. Vô anh em phải chết bản lùi liên tục. Đây này, có cái rương ở trước này anh em thấy không? Rồi bên qua mình nhặt thử cái gì nha. Đấy, coi thử gì đây. Ui, đồng tiền em ơi, đồng tiền để mua vật phẩm này kia cũng được. Nếu mà may mắn anh em nhận được mấy cái vũ khí này kia ngon. Đây mình sẽ bấm nút này thôi, tới luôn rồi bấm gì nữa. Đây ở giữa cái nút theo, nhưng mà bấm tới là sẽ tự động tốc biến tới đồng đội của mình. Đấy, do đồng đội mình qua bên đây trước rồi nên anh em có thể tốc biến tới, nhưng mà mình tới luôn rồi nên mình phải bấm rồi. Được Kuma rồi, bảo vệ được thằng biến thái đó rồi. Ok, bây giờ mình sẽ qua Mắc Diều Hâu. Chu cho xa chứ hả? Chưa ai tới luôn hả? Giờ mình sẽ đi nha. Cái chế độ này á, cái sự kiện này quên. Anh em sẽ cái nút chạy á, anh em chạy miết được luôn nha, không có bị hết năng lượng đâu. Đó ha. Anh em chạy thoải mái, nó hồi rất là nhanh luôn. Anh chạy liên tục luôn cũng được. Tốc độ quá, hết giờ. Ấy chết chà. Nhiệm vụ bảo vệ Luffy xuất hiện rồi nè. Anh em nhớ nha, khi mà giết Kuma xong là ngay giữa này sẽ có cái nhiệm vụ bảo vệ Luffy nè. Đấy, 3 thằng bác sĩ đang hồi máu cho Luffy kìa. Anh em có nhiệm vụ là đứng bảo vệ, không cho mấy hải quân vô đánh nha. Xong có mỗi mình nè anh em, qua cứu cái nha. Nhiệm vụ này cũng rất nhanh nha. Có Thánh Usopp qua rồi, ngon khỏe. Đấy, bảo vệ nha, nhớ bảo vệ rồi. Ok, được rồi. Yeah, được, xong. Đấy. Rồi, bây giờ qua hạ Mắc Diều Hâu nha. Ok. Đâu. Đây. Phải mở bản đồ liên tục để chết đi đúng hướng này mà. Rồi, giờ mình qua trước nè đó. Mình qua boss trước này, nó hiện lên cái nút vàng thấy không? Đây à. Anh em có thể mình bấm vô rồi đó, thấy không? Đó, đồng đội mình tốc biến tới luôn ha. Đó, đủ 4 người luôn ha. Đấy. Nếu mà anh em tới trước thì nó sẽ hiện nút vàng, rồi anh bấm vô thì mấy đồng đội mình đang ở xa nó sẽ tốc biến tới luôn, phụ đánh luôn. Đấy, ok, xong nhiệm vụ tiếp theo. Quá đã. Đây, được 8 nhiệm vụ rồi nha, còn 4 nhiệm vụ nữa thôi. Rồi, bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo là gì đây? Càng. Bây giờ anh em có thể về tới mấy cô bé hải quân á, anh em mua cô bé hải tặc chứ. Lộn, hải quân hải tặc không em, sorry nha. Đấy, để mua vật phẩm này kia cho tăng sức mạnh tướng mình ha. Nhưng mà thôi, bây giờ cũng quá mạnh rồi, ngon rồi, ổn rồi. Bây giờ anh em nhiệm vụ tiếp theo nè, anh em sẽ giết 100 tên lính hải quân nha. Rồi anh em giết thôi, được 21 em rồi nè. So tấn công. Đây, anh em có thể mở ba lô lên nha. Đây, có cái hồi máu nè, trời ơi, ngon. Bấm vô cái hồi máu liền nha anh em. Rồi, với lại ba lô mình cũng khá là nhiều vật phẩm nè anh em, ngon à, được. Đấy, ok, mấy vật phẩm này thì mình đã sở hữu rồi nha. Đấy. Ok, nhiệm vụ tiếp theo là giết Moria. Wow, đơn giản thôi, lên em ơi, tấn công. Đấy, nhiệm vụ giết 100 tên lính thì hải quân thì dễ rồi. Bây giờ tới nhiệm vụ giết Moria nè. Đấy, được 9 nhiệm vụ rồi nha anh em, còn 3 nhiệm vụ nữa thôi. Đây, anh em có thể tới cô bé hải quân mua nè, cái khiên nè. Đấy, tăng giáp. Ok, cô bé hải tặc chứ, sao nó nói nhầm hoài ta. Bên mình là đang phe hải tặc. Nói chung mình là bên phe đem râu trắng đó, đang tấn công vào để giải cứu ai. Mình tới trước nè, bấm nút vàng để kêu đồng đội tới nè. Đó. Rồi đồng đội tới chưa? Đó, tới rồi đó, thấy không? Ok nha, này thì dễ thôi. Chế độ khó thì mấy này nó, mấy boss này hơi trâu hơn thôi, nhưng mà không sao. 4 anh em hiệp lực với lại anh em mua vật phẩm, kiếm rương này kia vô là tăng sức mạnh lên, là đánh nó cũng khá là nhanh ha. Bây giờ là anh em sẽ đưa cái 4 cái liều thuốc này cho ông bác sĩ bên hãy tặng mình nha. Đó, giờ anh em sẽ đánh trên bản đồ có mấy cái chấm than nè, anh em giết mấy hải quân chấm than nha, xong anh em để mình di chuyển. Rồi để mình qua mình giết thằng hải quân này cái đấy. Rồi ok xong, anh em tranh thủ di chuyển qua chỗ ông bác sĩ bên hải tặc mình nha. Anh em đưa cho ổng 4 cái bao thuốc chữa bệnh. Đây nào, đây tới rồi, tới rồi. Mình phải chết bản đồ liên tục anh em đi, mình đang bị mất phương hướng. Đây anh em sẽ đưa 1 hũ 2 hũ anh em 3 hũ. Đó anh em bấm vô cái chỗ nói chuyện đó, rồi độ 4 hũ là anh em sẽ xong nhiệm vụ nha. Rồi anh em bảo vệ ổng thôi. Xong. Ui đủ được tặng cái áo tròn dữ à. Ai nhiệm vụ cuối cùng em ơi, giết Akainu là sẽ xong. À, thiếu phần giải cứu ai ta. Chắc phần giải cứu ai là để sự kiện đợt sau anh em, cho nó sẽ tiếp nối anh em cùng hóng à. Ý, hai thanh niên kia đi lộn đường hay gì kìa. Ủa mình đi lộn đường luôn, quê đi xuống lại anh em, mình với Thánh Usopp đi lộn đường. Ừ tưởng đi trùng với Zoro Thánh đi lạc chứ, cuối cùng đi với Thánh Usopp cũng bị lạc đường anh em ơi. Hai đài anh em qua đây nha. Dứt rồi, đơn giản thôi mọi người, giết em này nữa xong là hoàn thành cái 12 nhiệm vụ của cái sự kiện này nha. Và anh em sẽ nhận full tất cả quà. Đấy, quà đây là tổng cộng được 400 trái vàng luôn đó anh em, rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ ra đánh xong mình nhận cho anh em xem nè. Đấy, anh em chú ý nha, ở mấy anh em nào mà chưa biết cái sự kiện này thì anh em vào làm, anh em làm chế độ dễ trước, xong rồi anh em qua làm chế độ khó giống như mình. Đấy, chung về nhiệm vụ thì nó giống nhau, dễ khó nó giống nhau hết ha. Chế độ khó thì con boss nó mạnh trâu hơn thôi. Đấy. Rồi mọi người, ok nha. Đấy, đủ 12 nhiệm vụ luôn nha. Giờ mình sẽ nhận hết quà luôn. Đây anh em có thể bấm cái nút dạng trên nè. Wow, wow. Trời quá trời quà luôn. Các tài nguyên vật phẩm nâng cấp tướng này kia cũng khá là nhiều nha anh em. Đây đá nữa nè. Wow. Bình rồi, vé vàng đặc biệt nè nè. Rồi. Để coi đánh trong vòng 10 phút. Rồi đây anh em có thể bấm vô cái phần quà. Đấy. Này thì anh em nhiệm vụ móc này anh em đánh đủ 5 trận thì nhận hết rồi. Đây. Đấy, cái nhiệm vụ móc phần thứ ba này nè, đây có 100 trái vàng nè. Còn ở dưới đây thì mình làm ở cái chế độ dễ mình đã nhận rồi. Nên bây giờ cái giờ khó này nên nhận thêm 100 trái vàng nữa. Rồi. Bây giờ mình sẽ vô nâng cấp mấy cái này. Nâng cấp cái này chủ yếu là để hoàn thành cái một nhiệm vụ cuối cùng thôi. Đây mọi người, đấy, mình nâng cấp mấy cái chỉ số đó lên là xong luôn, hết các nhiệm vụ ở đây ha. Đấy, thì nâng mấy chỉ số đó chủ yếu là tăng sức mạnh cho anh em. Anh em có thể đánh những trận sau thì lúc đó anh em mạnh hơn rồi, anh em đánh nó dễ dàng hơn nha. Rồi, ok. Thì đó là những cái nhiệm vụ của cái sự kiện này. Mình hướng dẫn cho anh em cách làm ha, để anh em nhận full quà. Anh em nhớ làm nha, sự kiện này còn 2 ngày nữa là hết rồi, anh em cố gắng vào làm cho mình.